Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Trong ngày hôm nay tôi sẽ chơi một cái line up mà có rất nhiều anh em yêu cầu tôi chơi ở trong thời gian vừa qua. Đấy, và biết đâu cái người mà yêu cầu tôi chơi cái bộ này lại chính là anh em. Tôi nói là anh em đấy, anh em đang xem đấy. Vậy đó là cái bộ gì? Hồi sau sẽ rõ anh em nhá. Ok. Mèo à? Ba mech. Ra đầu tiên này chắc là để ba goblin thôi anh em ạ. Chưa dám cho con mèo vào. Để goblin thì mới ăn được thằng này. Ăn được không nhỉ? Khó đấy. Bớ vẩn này con. Bớ vẩn không những là không ăn được mà còn lọt cả 4 con đấy chứ. Ui dễ thế lắm anh em ạ. Tung trưởng một lần nào. Ok. Lọt 3 con. Có con mèo nhưng mà cũng chưa cho được vào đâu anh em ạ. Yếu lắm. Từ từ đã. Tôi muốn tích bài một chút đã. Từ từ. Tầm này con này bán luôn. Đây. Được chưa? Ổn không? Rao này chắc cũng chả thắng được. Thắng được không? Gọi dao đệ sói. Được 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 được. Khả năng vẫn thắng rồi đấy. Đấy để như này khỏe hơn này. Rồi. Ăn được luôn. Ok. Ác mộng à? Ác mộng nó sớm à? Mà bây giờ cái bộ, cái bộ Warlock ấy, tôi thấy là nó xuống hố rồi, chả bao giờ chơi luôn. Giá mộng sớm không bao giờ mua. Yếu lắm. Bỏ con này đi nha. Hôm nay tôi sẽ không chơi rồng mết các thứ đâu. Đấy, hôm nay thì tôi có chia sẻ với anh em đầu game rồi là hôm nay có một cái live này rất nhiều anh em yêu cầu, tôi sẽ cố gắng tôi làm. Và thậm chí là nếu mà sau cái clip ngày hôm nay mà vẫn còn anh em yêu cầu thì tôi sẽ làm tiếp. Đấy, bộ này thì nói chung là cũng lâu rồi không chơi, một thời gian là nó cũng vắng bóng luôn. Cái lý do là bởi vì là nó cũng như là những cái live mà nó bị vắng bóng khác thôi, bởi vì là nó bị out meta. Đấy, nhưng mà trong cái meta này sau update thì nó lại có vẻ như là chúng ta lại chơi được. Đây là tôi lại chơi. Sẽ có cái những cái lineup chúng ta sẽ không chơi nữa và sẽ có những cái lineup mà nó sẽ quay trở lại. Đấy rồi. Hay quá nhờ. Được. Quá đẹp luôn. Giờ mà lên được 6 nhờ. Rồi tạm thời như này đã. Không có cái Blink nhỉ. Có Blink ngon hơn đấy. Nhưng mà không sao, cái này khỏe rồi. Này có khi là bắt đầu đánh chuyện thắng rồi đấy. Ơ kìa, từ từ nhá. Xem nào. Ra Shadow Evil sớm. Shadow Devil, Shadow Devil. Chuyển về mech không? Chuyển về mech. Thế này chuyển về mech thì chúng ta có Free Roll này.
Ok. Con này muốn mua. Thôi bán cái con này đi. Thắng thì sẽ mua Shadow. Còn nếu mà thua thì sẽ bán một con đi để mua. Shadow là khỏe. Đấy, bây giờ kết hợp Sivet với cả cái con Sandbow Aegis ấy là nó vào phát là bổ phát là chết luôn. Khỏe lắm. Rồi. Thôn cái đã. Ui dồi ôi, mèo 2 ấy hả? Mèo 2 à? Ok thôi. Biết đâu đấy lại lên được 2 sao con mèo này sao? Ok ok. Thôi đã thế thì lộ bài luôn cho anh em vậy. Định để pick sau để lừa anh em tí, nhưng mà nó ra như này rồi thì thôi. Lẽ ra là phải hồi sau mới rõ đấy, nhưng mà nó ra nó vào khuôn rồi thôi, chả giấu giếm gì anh em cả. Đấy, hôm nay chơi Insecto anh em nhá. Sẽ có rất nhiều anh em yêu cầu đấy. Đấy, và tôi chắc chắn là phải đến 70% anh em ở trên kênh là rất muốn là tôi chơi bộ này. Ok. Đừng bảo thua này nhá. Giết cái con gấu đi. Đó. Giết được con gấu là thắng. Chúng ta đã có chuỗi ở đây này. Đấy, hai con Shadow rồi. Quá tuyệt vời. Bỏ cái con này vào là kiếm được tí tiền này. Mà nó thắng thì có thể là nó sẽ kiếm cho tôi được một tiền nếu mà nó giết được một cái con quái. Cái con Soundbreaker bây giờ là giết quái là được tiền, nhưng mà nó chỉ được một con thôi anh em ạ. Nó giết được một con đầu tiên ấy. Và nó cũng không có tính là cứ sau cái hiệp khác thì nó lại reset lại từ đầu đâu. Không như thế anh em nhá. Nó chỉ được một lần thôi. Sau đó anh em phải lấy cái con khác hoặc anh em lên 2 sao thì anh em mới tiếp tục kiếm được tiền. Đó. Được đấy. Đồ này chắc random rồi. Ui giời ơi, đồ chán thế. Kiếm cái Blink. Ui, đồ chán thật sự luôn. Thề. Coi như là chấp đồ. Đánh kiểu này mất chuỗi sớm. Vớ vẩn ra này mất chuỗi luôn đấy anh em ạ. Chấp tận 2 đồ chịu à. Được không? Không, vẫn ăn được. Thay nó up 7 nhưng mà nó không ăn được tôi. Có trứng này. Mà vấn đề là cái tầm này thì trứng nó cũng chưa đập được cho mèo. Bây giờ đập cho mèo thì nó cũng nó mất cái Civet đi. Chưa được. Chắc này chấp đồ hơi kinh luôn đấy. Thề. Toàn mấy cái món đồ có sử dụng ở đâu. Giá nhưng mà có một cái Blink cho con Heaven Bomber thì tốt. Rồi. Mạnh vào đấy. À đây rồi. Đấy, chúng ta như này là kiếm được thêm 3 tiền nữa này. Ok. Thiếu một con mèo nữa.
Ui rồi ôi, ra trứng nhiều nhưng mà không có mèo. Thế thì ra cái gì? Không được, phải ra mèo cơ. Cay nhỉ. Như này là chúng ta còn 3 con nữa lên được con mèo 3 đấy anh em. Nếu mà nghĩ theo một cái cách lạc quan thì là như thế. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải ra một cái con mèo sớm. Đấy, rau này mất chuối bố rồi. Nhìn là biết là khó rồi. Không ăn được, chịu. Mất chuỗi luôn, cay nhỉ. Phí quá, ra 14 rồi mà cũng để mất chuỗi. Bởi vì không có đồ ấy, ra vừa rồi mà tôi có cái Blink cho mèo thì nó khác rồi. Hay là con Heaven Bomber nó có cái Blink thì cái câu chuyện nó khác. Chắc chắn là chúng ta vẫn còn giữ được. Chúng ta không có đồ để tung trưởng ấy. Tung trưởng chậm so với đối thủ là thua ngay. Đấy. Thôi, phải chấp nhận thôi. Không có đồ. Quả random đúng là thối tay luôn. Thề. Tôi còn có một con BH 2 sao nhưng mà vẫn chưa cho vào được cái này. Cho vào yếu hơn. Thằng này eco sướng nha. Úi dồi, eco sướng thế. Chơi 5 rồng 9 mét à. Được đấy. Xa đâu này. Rao này là rao 15. Từ từ đã. Cho con BH này vào kiếm 3 tiền ở rao này. Có thằng nó được chơi eco cộng 9 rồi. Nó có máu chưa cắn lên thôi. Đấy. Cắn lên còn 50 máu luôn. Level 7 50 tiền. Thằng ấy nó sẽ rất là khỏe đấy. Tương lai là nó sẽ đấm hết. Trận này là có rồng 5 đô. Thế nên là nếu mà nó mà hên hên nó lên được 8 ấy, nó ra được cái con rồng 5 đô sớm thì chắc là bọn này nó cũng dụng hết thôi. Thằng này nó comeback sẽ nhanh thôi. Chúng ta trận này chơi insect là quá hợp lý rồi. Trong cái quá trình mà thằng kia nó comeback thì nếu mà gặp thì cũng không sợ lắm. Insect nó sẽ không sợ cái bộ đấy. Đấy, 3 tiền này. Nhưng mà nó chỉ được một lần thôi anh em ạ. Từ bây giờ là cái con BH nó giết người nó sẽ không được 3 tiền nữa đâu. Chúng ta được một lần duy nhất. Xa đâu lại ra này. Thôi, cái con xa đâu lại bỏ. À, cái con xa breaker lại bỏ đấy nha anh em nhé. Già thôi. Trận này chơi insect rồi anh em ạ. Chén này. Được. Tạm được. Nếu mà nó là một cái gương hay là nó là một cái món đồ insect thì nó còn hợp lý hơn. Rồi kiếm cái Blink rồi đã này. Ui đen thật đấy. Không ra luôn mà. Trận này thọt tiền quá nhỉ. Cái bộ insect cũng là một trong những cái bộ đắt tiền đấy anh em ạ. Không rẻ đâu. Bộ này khá đắt tiền. Thằng này lên 8 luôn. Chắc là ăn được thằng này rồi. Thằng này đánh khô máu đấy nhỉ anh em nhỉ. Anh em có thấy thằng này nó đánh nó vội không? Nó vội thật đấy. Kiểu như bắt buộc phải thắng hay sao mà cứ phải up cấp lên. Thua này. Nó sẽ kiếm được mỗi ra một quyển sách đúng không? Thằng này nó sẽ kiếm, nếu mà nó thắng nó sẽ kiếm được sách. Tôi khi bây giờ tôi phải tích tiền thôi anh em ạ. Đánh ở level 7 thôi. Chứ cái tầm này tôi thấy là bắt đầu toang rồi.
gì cấp sớm thì cũng chả để làm gì. Bây giờ kiếm cái con mèo 3 sao đi. Luôn ở level 7 rồi vậy. Cố ra được một con nữa, đập hai quả trứng là ngon rồi. Bây giờ bài tôi chắc thọt tiền nhất đấy đúng không? Bài tôi hình như là bây giờ là ít tiền nhất. Bọn nó toàn 50 tiền hết rồi. Trừ cái thằng Tuấn Anh kia nó... À, có anh Tuấn, thằng anh Tuấn kia nó đẩy cấp lên. Cắt chuối rồi kìa. Nó đẩy cấp là cũng có lý do của nó đấy. Đây rồi, rồi. Đập trứng luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi dừng lại ở level 7 đó. Đập trứng dừng lại ở level 7. Tiết kiệm tiền thì thọt quá rồi. Đánh bây giờ chả ăn được ai ấy. Kiếm mèo 3 trong lúc đấy là chúng ta kiếm con Shadow 3 luôn. Đấy. Rồi, mèo lên được 2 sao là bây giờ là lại gánh nữa rồi. Đỡ đi một chút. Trên này có Metalite. Hai thằng chơi cơ, hai thằng chơi Metalite. Cái thằng anh Tuấn kia nó lại đang có chuỗi rồi kìa. Mà tiền nó lại không thọt nữa rồi. Doom à? Có cần không? Trận này không ai chơi God cả. Cái thằng Lâm Rồng thì mình chơi Doom là cũng được. Nói chung là cũng có thể là gọi là counter tí. Doom này mà Doom sớm Doom một con già thì con già nó cũng sẽ có không được tung một trưởng. Trận này không biết có Warrior không nhỉ? Meta này tôi nghĩ là sẽ có đấy. Siro chơi Warrior. Siro chơi Warrior có Beat. Trận này sẽ có Beat, có Lâm Rồng. Đây thằng này chơi Warrior này. Ồ. Càng á. Mèo lên 2 sao rồi chả nhẽ lại thua. Chắc là không nhỉ. Ồ được. Trận này có khả năng là sẽ có những cái thằng nó sẽ lui để nó lên được level 11. Nó sẽ tích sách đấy. Rào này hy vọng là ra là trái trứng cho tôi. Chơi cái bộ này thực ra nó cũng không cần nhiều đồ đâu anh em ạ. Nó chỉ cần có quả trứng với cái gương thôi là được rồi. Mấy cái món đồ cam thực ra là nếu mà có ấy, thì nó cũng mạnh. Ví dụ như là có cái giáp thép này, hay là có cái vương miệng thì nó cũng mạnh. Nó tăng mana nhanh. Đấy, cái vương miệng thì tăng mana nhanh mà có thể là không cần đấm đánh gì cả, nó cũng có thể gây đam. Hoặc là cái giáp thép thì có rất nhiều bọ thì chúng ta có thể tăng cái giáp của những con bọ lên, trừ giáp của đối thủ cho bọ đánh thì cũng ngon. Nhưng mà nếu mà không có những cái món đồ cam, chúng ta có thể lấy những cái món đồ mà nó rẻ tiền thì cũng có thể chơi được. Bộ này thì... À đây rồi, ui, được đấy. Đây nó chỉ cần cái món đồ là cái quả trứng này. Đấy, quả trứng này là cái món đồ insect. Và có thể là chúng ta cần thêm, nó chính là cái gương. Đấy, đấy là món trấn phái của con mèo. Mà có gương ấy là phải có thêm cái gì? Phải có thêm cái bling nữa thì nó mới tung trưởng nhanh được. Chuyện này run mãi không ra cái bờ linh anh em ạ. Hơi đen. Tôi sẽ dừng lại ở 7, tôi run con mèo 3 thôi anh em nhé. Thọt tiền rồi nên là thôi, không áp vào đâu. Kiếm cái bờ linh này. Trời ơi, vẫn chưa ra ạ. Rèn random đến lần thứ tư nó mới ra. Đùa. Vứt hết đồ rồi nó mới ra cho tôi cái Berlin. Ok đấy, bây giờ mới thực sự là nó là chuẩn rồi này. Bây giờ thực sự nó mới là chuẩn bài đây anh em ạ. Ok. Ui, gặp thằng yếu quá nhỉ. Chưa có thử sức mạnh của bộ này. Vẫn còn một màu luôn.
đủ 4 insect rồi này. Bốn insect rồi đúng không? Đấy. Bộ này chưa level 7 là đủ. Ui còn một quả trứng nữa thôi. Một quả trứng nữa thôi là mèo lên được 3 sao rồi. Còn nếu mà không là cần phải có thêm hai con mèo nữa. Trận này chúng ta chỉ ra được 4 con mèo thôi à. Còn chủ yếu là ra trứng, 5 trái trứng, 4 con mèo. Rất là thọt tiền luôn đấy, ôm trứng là thọt tiền lắm. Tôi là ôm là 4 trái trứng rồi đấy. Đây rồi, Warrior đây này. Lên 9 rồi. Mà insect này không sợ Warrior đâu anh em ạ. Con mèo này nó gây sát thương chuẩn nên là nó không bị phản. Đấy, bắt đầu có chuỗi rồi. Đây cũng là một trong những cái line up counter và Warrior thời điểm hiện tại đấy. Ok. Rồi, luôn tiếp rồi. Trận này tôi đang tính là xem liệu chúng ta có nên dùng cái con Doom hay không. Khả năng là sẽ không cần dùng đâu. Late game mà có thằng nó chuyển sang ấy, nó có những cái model God xong nó chơi với bắn trưởng thì cũng nên dùng. Nhưng mà cái tầm này tôi sợ là không có slot cho vào. Đấy. Làm dòng 9m kìa. Nhưng mà cái thằng anh Tuấn kia khả năng là tôi thấy là nó đang chơi nó chuyển sang 9m thì phải. Khả năng chơi chuyển sang 9m. Đây thằng này này. Cắt chuối cả nè. Thằng này nó không lôn à. Sao nó cầm 83 tiền nhỉ. Hay là AFK mất rồi. Rồi xin nhá. AFK gì thì tớ cũng cảm ơn. Ok. Luôn mãi không ra mèo. Bỏ phát ra ra luôn này. Hài thật. Đâu rồi. Ra lốt đi. Một con nữa thôi. Giời. Chán thế. Còn một con mèo thôi anh em ạ. Quả trứng đây rồi. Clyde ra chú quỷ rồi kìa. Không biết có chuyển bài không. Thằng này nó chuyển với Witcher. Nó chơi luôn. Càng ấy. Thằng này nó còn 50 tiền. 50 tiền mà tận 58 máu. Khả năng là nó sẽ chuyển về Witcher mà có ra chú quỷ thì khỏe lắm. Ok, bỏ con này đi nhá. Tí nữa chúng ta sẽ thay bằng cái con bọ hung. Còn nếu mà giả sử nhưng mà ra được một cái quả trứng nữa ấy, thì thôi, bỏ luôn. Chúng ta sẽ thay bằng con Doom luôn. Hoặc là con gì nhỉ, con lợn, con heo ấy. Cho con heo vào. Xin cái gương đi. Kiểu cái gương đam hơi yếu. Phải có cái gương nhá, hai gương là tốt. Càng nhiều gương càng tốt. Một con mèo nữa thôi. Đây rồi. Rồi nếu mà lên được 3 sao ấy thì là tôi sẽ up cấp anh em ạ. Rồi ok. Thì tôi đã đồ rơi hết cả ra ngoài rồi này. Chỉnh lại đồ cái đã. Lấy cái gì đây? Lấy quả trứng nữa à? Bây giờ đủ 4 insect rồi ấy. Nhưng mà thôi chắc là tôi vẫn lấy quả trứng. Ra trứng thì lấy đó.
Quả trứng này tôi sẽ cho con tạm thời sẽ cho con Shadow. Rồi tôi sẽ rèn một cái đó món đồ nữa nha anh em nhá. Để xem nào. Rồi ok, hai cái chén thánh vậy. Test ngay cái nhà bít này. Thôi nhà bít đi rồi đấy. Úi dồi ôi, nhảy phát vào người con cáo bay màu luôn ạ. 7 máu rồi, chắc chắn là đi rồi. Ok. Rèn thì chắc là rèn tiếp cái đồ xanh dương rồi anh em ạ. Kiểu mấy gương, chưa có gương vẫn yếu lắm. Bộ này mà có hai cái gương nó còn mạnh hơn cái đồ Kira luôn. Đẩy cấp dần thôi nhỉ. Tầm này chắc đẩy cấp thôi chứ còn cũng chả làm gì ạ. Roll làm gì đâu. Đẩy cấp lên level cao xong rồi kiếm cái con heo sao. Chuối cộng 8 rồi này anh em này. Bây giờ gặp mấy cái thằng bắn trưởng cũng chả sợ nữa. Đây gặp lại thằng bắn trưởng này. Ây à, càng đấy. Nhưng mà bạn ơi tớ là insect. Thoải mái luôn. Giết chết được mấy cái con mèo của tôi nhưng mà nó gọi ra con sâu ba. Thế thì bạn đỡ hộ cái. Đấy vô tư. Thằng này eco lên được level 10 ra rồng 5 đô vẫn chết. Tôi qua nhà thằng anh Tuấn kia đẩy chết nó luôn kìa. Hai nhà mết, một nhà đi rồi. Tiếp tục nha anh em nhá. Tôi sẽ đổi cái gương. Vẫn chưa ra luôn. Để xem nào, có lấy cầu vực thảm không. Trận này nói chung là nhà mết nó không phải là cái gì mà chúng ta phải sợ để mà lấy cầu vực thảm cả. Thôi không cần lấy đâu. Bây giờ tôi random bằng được ra cái gương thôi. Trận này nói chung là bị thọt đồ rồi nên là thôi kệ đâu. Lấy đồ không cần lấy đồ cam nữa. Full đồ xanh dương. Tí nữa kiếm thế nào thì nó cũng sẽ ra hai cái gương thôi anh em ạ. Chúng ta vứt hết đồ đi là còn lại gương thì lấy thôi. Ok. Đấy warrior này. 9 warrior 23 màu có đi luôn không. Ờ 9 warrior với ai. Bạn 9 warrior với ai. Úi dồi ôi, đi luôn không. Đi luôn. Này thì sửa farm với chúng tôi. Ok. Rồi. Trận này kết thúc sớm rồi anh em ạ. Trông 29 round bay màu mẹ hết rồi. Còn được cái thằng Eco sống đến bây giờ đó. Tôi ra 31 là tôi sẽ kết thúc trận đấu này. Lên 10 luôn. Ra 31 lên 10. Xả hết tiền kiếm con heo. Kiếm một cặp heo nữa thì các bạn xác định. Một round đẩy tầm khoảng 50 máu là đó là bình thường. Ok. Rồi thằng này chắc chắn là đi rồi. À, ra là con Ngộ Không để clear đúng không. Nhưng mà trông kìa, Ngộ Không sắp hết rồi. Sắp hết máu rồi. Ui rồi ôi, đi luôn không. 18 máu chắc chắn là đi. Còn cái thằng mết kia thì cũng sắp dụng. 31 round kết thúc trận đấu ạ. Thậm chí là trận này tôi còn chưa ra cái gương nào để tôi có thể là sử dụng hết sức mạnh của cái con mèo. Con mèo này nó có cái gương ấy, những cái bóng của cái gương ấy nó sẽ nhảy theo con mèo rất khỏe. Và mỗi cái bóng đấy nó cũng đều gây đam hết. Nó cũng sẽ gây đam giống như cái con bản chính. Nếu mà có cả hai cái bóng ấy, hai cái gương thì nó sẽ là 4 cái bóng. Đấy, cái sức mạnh của nó sẽ là thêm 4 con mèo nữa nhảy cùng. Rất là khỏe luôn. Nói chung là trận này là nó đang ngã ngu rồi anh em ạ. Ngã ngu lắm rồi. Kết quả trận đấu nó đã ấn định ngay từ đầu. Nếu mà chúng ta gặp cái nhà mết ở giai đoạn late game thì rõ ràng là chết với tôi rồi. Tầm mày làm gì rồi, cửa nào chơi đâu.
ngày xưa ấy, cái bộ mết nó còn vẫn còn có cửa đấy, là nó chuyển sang cái bộ God Warlock, nhưng mà bây giờ God Warlock đuối lắm, không ăn thua. Ok, lấy cái này luôn. Rồi ra là con nào thì chơi con đấy thôi. Heo này, heo 2. Ui dồi, căng nhở. Thôi lóc lại thôi, đao sau vậy. Không mua thêm con nào nữa. Mặc dù up lên 10 nhưng mà lại phải chơi với 9 con. Hài quá đi mất rồi. Không đủ tiền mua. Tất nhiên là tôi sẽ không bán trái trứng này rồi. Hy vọng là nó sẽ sống ở đao này. Tôi sẽ không lấy đồ ở đao này vội. Để đấy, để cho nó sống đã. Từ từ đã. 18 máu chắc chưa đi đâu. Có đi không? Già 2 này quẹt nó phát lửa chắc chưa đi đâu nhỉ. Ok bạn ơi, nói chung là chưa đi. Còn 5 máu. Hợp lý, ra 32 này kết thúc là hợp lý rồi. Đây. Thế thôi nhỉ, chứ còn cũng chả mạnh hơn được nữa rồi. Bài này không thèm lấy gương luôn. Xong rồi đấy. Tách ra một chút. Để như này đi. Cậu có làm cách lao cậu không ăn được đâu cậu ạ. À, kẹp cái con Phượng Hoàng để hú tôi. Vô tư. Vô tư bạn ơi. Rồi sao chồng. Bất lực rồi. Bất lực rồi. Cũng trí đấy. Lừa dây quế lấy con Phượng Hoàng kẹp hết cái đống ở trên mấy cái con mèo của tôi, nhưng mà rồi cuối cùng vẫn không thể ăn được. Gặp cái bộ counter thì ăn cái kiểu gì. Trừ khi là chuyển bài. Mà trận này nói chung là nếu mà chuyển sang Warlock thì phải có Dash of Breed, thì may ra mình có cửa. Ok, vậy là hôm nay tôi đã chơi cái bộ Insect theo rất nhiều yêu cầu của anh em. Đấy, hy vọng là anh em sẽ thích video clip này. Và nếu mà anh em muốn tôi chơi tiếp cái bộ Insect theo một cái lối chơi kiểu khác, tức là đánh theo kiểu co là đồ Kira đấy, ví dụ như là cáo hay là ví dụ như là chúa quỷ chẳng hạn, thì anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, mời anh em đến với cái sự đối đầu của cái con du xoay và con gấu, bất phân thắng bại luôn. Trận đấu tưởng chừng như là không thể kết thúc cho đến khi một cái điều kỳ diệu đã xảy ra. Và điều kỳ diệu đó nó là cái gì thì mời anh em xem clip bên trái anh em nhé. Và anh em cũng có thể xem clip bên phải để xem một cái siêu phẩm một máu lật kèo anh em nhé, cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.